Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong video này, Ba Giây sẽ cập nhật câu chuyện Rama, sóng gió gia tộc của cố nghệ sĩ để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua, ca khúc 20 năm tình đẹp bồ chôm chôm đã một lần nữa được Hồng Mốm tái hiện ở một cái buổi tiệc thân mật gia đình của một cái vị doanh nhân. Theo chia sẻ của nghệ sĩ Ngân Tuấn thì vị này có tên là Lê Song, là một người rất là đam mê nghệ thuật cải lương và có cái giọng hát, cái cách hát khá giống cố nghệ sĩ. Và dĩ nhiên cái vị doanh nhân này rất là thần tượng cố nghệ sĩ. Vì quá yêu thương và tiếc thương ông Hoàng cho nên là vị doanh nhân này đã lập mời Hồng Mốm về hát để là thực hiện được cái ước mơ của mình. Năm nghệ sĩ Ngân Tuấn đã chia sẻ một cái câu chuyện như sau. Hai chú cháu đi gặp gỡ doanh nhân Lê Song, cái người mà thần tượng anh Năm đến nỗi mà ca rất là giống anh Năm luôn. Nhưng mà chưa một lần nào có diễm phúc gặp được thần tượng của mình ở ngoài đời. Đó là cái điều mà em Lê Song nuối tiếc. Nay muốn gặp con gái của thần tượng, Ngân Tuấn đã gieo duyên cho bé Mốm gặp gỡ. Rất vui là những cái tình cảm của khán giả gần xa yêu thương anh Năm nay đã trao về cho con gái của anh. Cố gắng trân trọng những cái tấm chân tình này nha con gái. Ba của con ở trên trời cũng sẽ là phù hộ cho con. Và kể cả chú nữa, chúc tất cả được bình an và hạnh phúc. Và ngay bên dưới ở chia sẻ này của nam nghệ sĩ thì khán giả ai cũng thả tim và thể hiện cái sự vui mừng trước cái sự hạnh phúc của Hồng Mốm. Một vị nam doanh nhân đã vô cùng thần tượng cha của Hồng Mốm, nhưng mà không thể nào gặp được cha của Hồng Mốm ở ngoài đời. Rồi mãi đến khi cha mất thì vẫn chưa có cái cơ hội để mà gặp thần tượng của mình. Nay hay tin thần tượng của mình có con gái, có truyền nhân, có người nối ngôi. Cho nên nam doanh nhân này đã nhất quyết mời cho được là Hồng Mốm về diễn để thỏa lòng yêu thương. Không còn cố nghệ sĩ, nay thì còn Hồng Mốm là con của cố nghệ sĩ. Đại đa số khán giả ai ai cũng truyền tình cảm của mình từng dành cho cố nghệ sĩ chuyển sang cho Hồng Mốm. Và dĩ nhiên đâu cần di chúc, Hồng Mốm cũng đường đường chính chính thừa hưởng cái gia sản quý giá này từ cha của mình. Hồng Mốm vô cùng may mắn. Và hiện tại thì Hồng Mốm đã trở về đúng với danh phận và vị trí của mình và thông qua cái video của nghệ sĩ Ngân Tuấn mới chia sẻ vào tối ngày hôm qua. Có thể nghe được, hiện tại Hồng Mốm đã cải thiện giọng hát rất nhiều, hát rất nhẹ nhàng, mượt mà vào tai người nghe và không bị đuối hơi như trước. Ưu điểm của Hồng Mốm là giữ nhịp rất là tốt và vuốt chữ rất là mượt mà. Cái điều này là trời cho, chứ để tập luyện được như vậy thì phải nói là rất khó và cần rất nhiều thời gian. Đúng là con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh mà. Và rõ ràng Hồng Mốm không qua bất kỳ một cái trường lớp nào, nhưng mà hát được như vậy thì phải nói là vô cùng tuyệt vời, đúng không có gì cho các bạn. Cái này là coi như là ăn đức học gia rồi. Dù có phải là ca sĩ nhưng mà đi đến đâu đó, Hồng Mốm cũng được mọi người vui vẻ chào đón nồng nhiệt, được là mọi người yêu thương. Còn cái cô gái kia, ca sĩ nói ngôi là tao họ gì kệ mẹ tao gì đó. Hiện giờ đi tới đâu thì người ta thấy người ta bỏ chạy mất dép vì sợ là ảnh hưởng đến cái sự xui xẻo. Gần nhất là nam ca sĩ Nam Cường đó quý vị, khi không là bị tẩy chay. Đúng là phải nói là gặp phải sao chổi. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo thì hôm qua giờ xuất hiện trên mạng xã hội một cái đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc giữa Nam Cường và Hồng Gia cười cười nói vui vẻ với nhau. Mà quý vị và các bạn biết rồi đó, hiện tại mà ai dính tới Hồng Gia thì coi như là thân bại danh liệt. Ca sĩ mà bạch bằng đạo đức đã bị giải tỏa thì mang ra phải nói là dứt, chứ hát họ cái gì nữa cái tầm này quý vị. Hiện tại ai chơi thân với Hồng Gia mà còn cố chấp xuất hiện ở trên mạng xã hội một cách công khai với Hồng Gia đó thì cũng y như rằng là tẩy chay liên hồi. Không nói nhiều, khán giả hiện đã mặc định gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Hồng Gia có cái gì hay, chơi chung với Hồng Gia hiện tại đó thì chỉ toàn là những người có vấn đề về nhận thức mà thôi. Thà là Hồng Gia bị nghi ngờ gì về một cái tội gì đó bình thường thì không nói, còn đằng này là cái vấn nạn về đạo đức tranh giành tài sản của con gái của người mất. Chưa dừng lại ở đó, nó còn thách thức khán giả, chọc điên khán giả. Thì thử hỏi với cái ngữ đó còn sử dụng được nữa hay là không? Dĩ nhiên là không rồi. Quý vị cũng thấy rõ những cái người mà xung quanh Hồng Gia hiện tại có ai ra hồn hay là không? Như là bà Bún Bò, ông Áo Vàng, Két, người ông Đờn, Bánh Tét, nhà báo 20K và cả Kim Hô. Có ai là đàng hoàng hay là không? Người thì dành bàn thờ, kẻ thì hùa, dành nhà cho ở nhờ, đứa thì đập bàn thờ của cha người ta, chửi người ta là trước mặt cái người cha vừa mới mất.
Đứa thì bất chấp đúng sai, đăng bài bịa chuyện du không. Đứa thì phạm tội ấu dê trẻ em, kẻ thì chuyên môn đi chữ lậu mướn. Đúng phải nói là nồi nào thì úp dùng đấy. Quá chuẩn của phải quý vị. Các cái gương mặt mà chơi thân với Hồng Gia khi xưa đó, giờ thì người ta cũng chạy có cờ mỗi khi mà gặp Hồng Gia. Thân cách mấy thì giờ phải nói là thân ai nấy lo. Một cái ca sĩ, nghệ sĩ thì người ta sợ tai tiếng gì lắm quý vị. Thà là bị là du quan còn có thể là bào chữa và quay trở lại với showbiz. Chứ còn cái kiểu mà sai rõ ràng như Hồng Gia thì thôi, dẹp bỏ cái tương lai. Trước mắt phải nói là nó tối đen cũng như là tiền đồ của chị giàu. Đụng vào những cái nghệ sĩ, ca sĩ như thế này đó, chơi chung đó thì sớm gì muộn cũng bị tẩy chay cắm sống như đó thôi. Và vụ việc của nam ca sĩ Nam Cường bị tẩy chay là như thế nào? Kính thưa quý vị, chỉ vì xuất hiện cùng với Hồng Gia ở trong một cái đoạn video ngắn mà ca sĩ Nam Cường đã bị là khán giả kêu gọi tẩy chay một cách nhiệt tình. Ở đây những người kêu gọi tẩy chay có phải là khán giả của Hồng Mớm hay là không? Hay là cái bọn tài phản ảo ở bên Hồng Gia tạo ra thì vẫn là chưa rõ. Hàng loạt các cái bình luận mang tính công kích đã xuất hiện ở trên fanpage của nam ca sĩ. Ai cũng trách anh là vì sao lại ủng hộ Hồng Gia. Bộ không biết là cái con nhỏ đó nó không có đạo đức và còn phạm pháp hay là sao. Đừng hợp tác với cái loại người như vậy. Không tốt đâu Nam Cường à. Thậm chí là có người còn nhiệt tình gửi hẳn tin nhắn vào hộp thoại Facebook cho Nam Cường và góp ý rằng con người vô đạo đức cần phải tẩy chay, mong anh đừng cổ suý cho cái lối sống vô ơn, vô đạo đức như vậy. Hồng Gia phải là tẩy chay đến cùng. Một người chửi thì nói người ta ghét mình, còn 1 triệu người cùng chửi thì phải xem lại cái bản thân của mình như thế nào mới bị chửi như vậy. Quá gắt đến từ một cái gì khán giả. Và đối với cái lời góp ý này thì bà Gia không phản đối. Bà Gia tin rằng khi mà đọc được những cái lời góp ý như vậy đó, những cái bình luận như vậy đó, thì ca sĩ Nam Cường cũng phải là giật mình vì cái tai họa tự nhiên ở trên trời rơi xuống này. Hiện tại thì một số khán giả cho rằng cái video clip này là video clip mới vì ở trên Facebook vừa đăng tải cách đây không lâu. Nhưng mà sự thật thì không phải như vậy đâu quý vị. Bà Gia sẽ nói rõ cái vụ việc này để quý vị và các bạn sẽ không bị hiểu lầm dẫn đến cái hậu quả xấu cho ca sĩ Nam Cường. Thực tế theo tìm hiểu thì cái video này đó là một cái video clip của chính Hồng Gia thực hiện, được quay từ hồi ngày 7 tháng 1 năm 2020, hồi trước khi Hồng Gia về nhà cậu Năm lần quý vị. Cho nên là chúng ta đừng công kích nam ca sĩ Nam Cường nữa. Đừng để cái chuyện này đi quá xa, lại là vô tình làm xấu mặt fan của Hồng Mớm thì không hay đâu. Cái thời điểm quay cái video clip đó thì Hồng Gia vẫn còn là khá ok, vẫn còn kiếm cơm được với cái danh hiệu giải 3 sao nối ngôi. Và vì là cháu gái của cố nghệ sĩ mà. Những cái tâm địa độc ác xấu xa chưa bị giặt trần, cho nên là các cái đồng nghiệp vẫn là chưa xa lánh. Vì ai cũng muốn là chơi thân với là cháu gái của cố nghệ sĩ mà. Ông Hoàng Trái Lương Hồ Quảng mà quý vị. Cái thời điểm đó thì Hồng Gia rất là hách lối và hóng hách, với lại là có quan hệ rất là rộng. Cho nên là mới có cái cảnh là lúc cậu vừa mất đó, Hồng Gia đã vô cùng dễ dàng thao túng được sự thật. Mớm lời vào tay của các nghệ sĩ đến viếng tang rằng là Mớm là con nuôi không chính danh, Hồng Gia mới là quý cô thừa kế ở trong cái đám tang này. Cái việc mà Hồng Gia trở thành cái người thầu đám tang cũng là một cái câu trả lời cho quyền thừa kế. Đó là đối với các văn nghệ sĩ lớn, còn đối với các cái đồng nghiệp ngang hàng hoặc là nhỏ hơn đó, cái thời đó đó thì Hồng Gia chỉ thẳng mặt, nếu mà không ủng hộ Gia thì cẩn thận cái tiền đồ, ai mà giúp Hồng Mớm một cái thì thử xem. Nó sẽ cho cái biệt đội tài khoản ảo của nó vô chửi bới người ta phải nói là liên tục. Hồng Gia vì để dành nhà cho ở nhờ đã làm ra những cái chuyện xấu xa đê tiện đó. Cái chuyện này chính Hồng Ni đã khẳng định. Và nạn nhân ở cái thời điểm đó có cả là gia đình của Bích Trâm Linh Tý. Vì Bích Trâm Linh Tý đã đứng lên bảo vệ Hồng Mốn, khi đó Hồng Gia đã mất dạy chửi thẳng nghệ sĩ Linh Tâm, cha của Linh Tý. Khiến ông phải hoảng hốt và khuyên Linh Tý là hãy suy nghĩ kỹ, kẻo là ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng mà xui cho Hồng Gia, nhờ cái chuyện là Gia quá hậu láo và công kích nghệ sĩ Linh Tâm, cho người dùng tài khoản ảo để mà chửi tới tấp ông. Cái hành vi này đã khiến cho Linh Tý có thêm động lực, cùng với vợ là Bích Trâm diệt Gia một cách làm mạnh mẽ hơn. Và đúng như cái câu, ta không thể thắng chánh, khi mà vợ chồng Linh Tý lên tiếng, thì Gia đã tắt điện. Không chỉ Gia mà kể cả Bào, vợ chồng của Báo cũng phải là lao đao bao phẹt. Vì hơn ai hết, Linh Tý và Hồng Mớm lớn lên cùng nhau là cái đôi bạn thân. Cậu Năm cũng là cái người mà Linh Tý vô cùng yêu mến. Không thể nào để cho Hồng Gia phá hết luân thường đạo lý này được. Linh Tý, Bích Trâm lên tiếng, Vũ Luân lên tiếng, Bình Tinh lên tiếng,
rồi có cả ca sĩ Nguyên Vũ, ở nước ngoài thì có nghệ sĩ Lê Tính. Rất rất nhiều người đã là lên tiếng về cái sự công bằng. Còn phía học gia thì có ai? Chắc còn là cái tên là Đần Tỳ Bà, có cái quá khứ ấu về trẻ em, có thái giám bà, giám đốc sân khấu mò hổn, bìa chuyện. Và các nhà tài khoản ảo luôn luôn sẵn sàng cắn phá những ai dám lên tiếng ủng hộ cho học bổng. Bánh tét thì đã phản bội. Nhà báo 20K thì chờ ngày đeo lắp bạc. Nhìn cái thân tài như vậy thì học gia hãy tự hiểu cái tương lai tối đen của mình đi nha. Và tóm lại ở video này thì cái video Nam Cường xuất hiện cùng với học gia đang lan truyền ở trên mạng xã hội là cũ rồi. Quý vị đừng công kích anh ta nữa nha. Bởi vì hiện tại anh ta không có dính líu gì tới học gia cả. Tiếp theo thì kính thưa quý vị, ca khúc Không Phải Của Mình, tác giả Cao Minh Thu, là một cái ca khúc trữ tình dân ca Bolero vô cùng ý nghĩa nhân sinh. Đối với đời thường thì đây là một cái ca khúc dạy cách sống, cách làm người. Sống là phải biết báo đáp ơn nghĩa của những cái người đã hy sinh, giúp đỡ mình. Là người thân thì đừng quá hững hờ trước máu mủ. Còn đối với drama này đó, thì ca khúc này nó đánh thẳng vào nhân cách lối sống thối nát của Bầy Cành Cợn. Ca khúc phản ánh phải nói là quá rõ nét cái sự chua cay mà Hồng Bốm phải gánh chịu dưới ách thống trị của mẹ con của Hồng Gia Lục Tư Đường trong một cái khoảng thời gian dài. Từ tuổi thơ cho đến hiện tại, những cái trận đòn roi của bà Lục Tư Đường rồi tới cái việc là đánh tráo thân phận bởi Hồng Gia, hai mẹ con của nhà này phải nói là quá ác với Hồng Bốm. Cuối năm 2023, ca khúc Không Phải Của Mình được nam ca sĩ Quách Tuấn Du cho ra đời. Kể từ đó Hồng Gia, bà Lục Tư Đường, bảy báo một lần nữa bị lên án vô cùng mạnh mẽ. Hồng Mốm cũng vô tình nhận được thêm cái sự yêu thương và bảo vệ từ phía khán giả, cư dân mạng. Bởi càng ngày cái sự xấu xa đê tiện của bọn Cành Cợn đã được lột tả rõ nét hơn. Từ đó Hồng Mốm nhận được vô vàn tình cảm từ quý vị khán giả. Và mới đây tại một cái đêm nhạc, ca sĩ Quang Lê tình cờ đã làm mời nam ca sĩ Quách Tuấn Du và học trò lên trên sân khấu để biểu diễn cho Quang Lê. Và tại đây chính Quang Lê là cái người đã hát những cái câu đầu tiên của bài hát Không Phải Của Mình. Và anh còn nhấn mạnh rằng cái gì không phải của mình đó thì đừng có tranh giành, không được gì đâu. Một cái câu nói vô tình của Quang Lê vậy thôi mà chắc ở nhà thì chắc có lẽ là học gia nhột lắm, đúng hay là không? Cái căn nhà ở số 5 không phải của gia, sao mà gia là giành? Cha là cha của Học Mớm, đâu phải là cha của Hà Gia, sao gia lại cũng giành? Và cái số tiền phúng điếu hôm nào cũng đâu phải là của gia, nên gia là có cố giành cũng là không được đâu. Có khán giả đã bình luận rằng Quang Lê là một ca sĩ hải ngoại, mà anh còn biết và hát được cái ca khúc này thì chứng tỏ là cái câu chuyện xấu của Học Gia nó đã là lây lan đi tới đâu rồi. Và vô số người đã biết đến cái sự là đê tiện trơ trẽn của Học Gia rồi, làm sao mà có thể là lương lẹo được nữa đây. Ở đây cũng có vài vị khán giả nói rằng Quang Lê chỉ hát du dơ thôi, chứ không có hề biết gì về drama này đâu. Xin lỗi, bà Giai cũng không đồng tình với cái ý kiến này. Cái cơn sốc của ca khúc là Không Phải Của Mình đối với ca sĩ nhạc trẻ, nhạc thị trường thì còn có thể là xa lạ. Chứ một khi mà ca sĩ cái dòng nhạc quê hương đó thì ai cũng biết đến cái ca khúc này cả. Mà một khi mà biết đến ca khúc này đó thì sẽ biết ngay về cái câu chuyện đằng sau mà tác giả Cao Minh Thu đã nhắn gửi. Danh tiếng của cố nghệ sĩ đâu phải là vừa của gì. Cái chuyện này đó nó vô vàn nghệ sĩ đã biết. Nhưng mà vì hiện tại Mốm đã có nhiều lợi thế rồi, các cái gì nghệ sĩ cũng như Linh Tý, Bích Trâm, Vũ Luân, Bình Tinh, Nguyên Vũ, Ngân Tuấn, Lê Tính, vân vân và vân vân đã là bảo vệ quá tốt cho Hồng Mốm rồi. Cho nên là các cái gì nghệ sĩ khác là chưa cần phải lên tiếng mà thôi. Chứ nếu cần mà lên tiếng đó thì phải nói là Học Gia chết chắc, vì sự thật mãi mãi là sự thật mà. Một hai người công kích mình đó thì có thể là lỗi của người ta, nhưng một bộ phận giới văn nghệ sĩ cùng lên án thì nên ngoan ngoãn mà chịu thua. Và bà Giai tin chắc rằng ca sĩ Quang Lê biết đến cái chuyện của Học Gia, và cái câu hát đó sẽ khiến cho Học Gia khó thở vô cùng. Cái câu chuyện của Học Gia đã từng là được nghệ sĩ Xuân Hinh, một cái nghệ sĩ hài ở ngoài Bắc, diễn ở trong cái đêm nhạc Xuân Phát Tài của ca sĩ Quang Lê, diễn ra hồi Tết vừa rồi. Bên cạnh đó, Việt Hương cũng là từng mang cái hiện tượng độc sở hữu lên sân khấu Paris By Night, và Quang Lê cũng là có diễn ở trong cái đêm nhạc đó. Và quan trọng hơn đó là Quang Lê cũng là thân với Việt Hương thì thử hỏi những cái gì mà Việt Hương đã diễn ở trên sân khấu, làm sao mà Quang Lê không tò mò tìm hiểu. Chuyện của Học Gia nó phải nói là bể như là cái hũ mắm treo đầu giường rồi, phải nói là
nó hôi cả bầu trời rồi, từ Bắc chí Nam, từ trong nước cho tới ngoài nước. Có ai mà chưa biết về cái sự trơ trẽn của Gia là chưa? Gia phải nói là nổi tiếng quá rồi. Nhưng mà tiếc rằng cái này là tai tiếng, tội của Gia quá em. Cái này tội cho Gia thật. Cái này tội mà tội chuẩn bị xử. Và kính thưa quý vị, ở trong Rama lần này, để lên án Hồng Gia thông qua cái hành động là lời nói, thì một bộ phận nghệ sĩ lại chọn một cách có sức lan tỏa mạnh hơn, đó là dùng âm nhạc. Và may mắn một điều, những cái nghệ sĩ mà dùng sức mạnh lan tỏa này đó lại là các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Cho nên cái độ bao phủ phải nói là đỉnh. Ca khúc càng lan tỏa thì Hồng Mớm càng có thêm nhiều sức mạnh để thắng Gia. Ngoài ca khúc không phải của mình vừa rồi thì còn có nhiều ca khúc khác khiến cho khán giả phải nói là xích xoa liên tục. Một số ca khúc cũng như là đầu tiên là ca khúc Lời Duyên Quyền của Ba do nghệ sĩ Ngân Tuấn trình bày. Thứ hai là ca khúc Hơn Cả Người Thân của ca sĩ Nguyên Vũ. Thứ ba là một ca khúc Đình Đám Thua Một Người Dân của nghệ sĩ Kim Tử Long. Thứ tư là Tuổi Phận Đời Con của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh. Và đây là cái ca khúc đã được tác giả độc quyền tặng riêng cho Hồng Ấm. Những ca khúc này không phải là cái dòng nhạc thị trường hiện tại, không phải là dòng nhạc thu hút đại đa số khán giả, nhưng mà vì giai điệu câu từ là dễ nghe, dễ hiểu vô cùng, nhất là cái cơn bão từ ca khúc Không Phải Của Mình mang lại. Đó là cả một cái bầu trời đau thương dành cho Hồng Gia và Lũ Cạnh Cạnh. Hồng Gia giờ vẫn trốn, trốn rất là kỹ, trốn cũng như là trốn lần cuối được trốn, bởi vì bây giờ là quá rõ rồi, sự việc sao kê nó ảnh hưởng nó nặng nề lắm. Làm ca sĩ đi hát, đi hò thì không chịu, tự nhiên là chuyển sang thành cái nghề thầu đám tang làm cái gì không biết. Để rồi giờ lúc nào cũng phải phập phòng lo sợ bởi không biết khi nào sẽ bị leo lắc bạc. Mặc áo sọc trắng đen, sáng đi nhổ cỏ, chiều đi quét rác, tối về ngủ tập thể với các đồng môn tội phạm. Ôi là trời, tưởng tượng mà tội nghiệp cho Hồng Gia luôn á. Hồng Gia thích làm cô chủ, thích thầu đám tang, thích thầu xây mộ, thích quyên góp, thích làm chủ nhà, thích kêu cậu bằng ba và thích kêu ba ruột là cậu, thích đồ trang sức của cậu Năm, thích là bao lì xì đỏ của cậu Năm, thích cái miếng đất của cậu Năm, thích cái xe của cậu Năm. Và Hồng Gia không thích một cái điều, đó là sao kê. Dân, sao kê là cái điều mà Gia không thích. Nhưng mà còn việc là Gia có làm hay không đó, thì đó còn do pháp luật định đoạt. Và Hồng Gia nên nhớ rằng sao kê xong á, là không phải là kết thúc đâu, mà Hồng Gia còn phải là bị điều tra. Điều tra xem cái hành vi thầu đám tang đó là tức thời phát sinh hay là có âm mưu từ trước. Nếu mà có âm mưu từ trước đó thì cái chuyện không dễ nữa rồi. Lúc đó tu tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nghe phải nói là tiếng thoái lưỡng nan vô cùng. Thôi, không phải của mình, cố tranh giành cũng có được gì đâu. Giờ hậu quả nhận lãnh đây nè. Kính thưa quý vị và các bạn, và bà Giai xin phép khép video này tại đây. Bà Giai xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đang nghe hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.